Hello anh em nha, bữa nay mình mới về mấy cái dòng phao mới của Phi Yến nha mọi người. Đây là cái dòng phao mới của bên Endless World Fishing. Đó, là những cái mẫu mới thôi, có những cái mẫu mã cũ mình có bên mình có sơn lại. Đó. Thì ở đây mình gồm có hai mẫu cũ, đó là mẫu NW01 và NW09. Nó đã được sơn một cái lớp màu mới. Ở đây nó sẽ có màu xanh đậm hơn nha anh em. Cái cũ của mình sẽ là màu xanh lợt, ở đây nó sẽ là hồi cũ của mình là màu cam đó, mẫu mới nó sẽ màu tím và cái kim tuyến nó cực kỳ nhiều nha anh em. Đó, nó là một cái dòng nâng cấp cực kỳ đẹp luôn. Đây, thông số sẽ có ở trên dưới phần mô tả nha anh em. Thì 01 nó sẽ tải trì tầm 0.8 gram, là cây này 0.8 gram cho tới tầm 1.2 gram đó. Còn EW09, cây này đặc biệt nha anh em, cây này thì mình thấy là anh em xài rất là nhiều nè. Nó có gồm số 1, số 2, số 3 và cái tải trì của nó là từ 0.94, 1.15 và 1.33 gram. Ra số 1, số 2, số 3. Đó. Kim tuyến này anh em cầm ra là cực kỳ lấp lánh nha mọi người. Đó, Phi Yến xịn nha. Tiếp theo là ba mẫu phao mới. Đó, bên mình có nhập về, đây là cái phao cỏ bóc vỏ của Phi Yến nha mọi người. Thì cỏ bóc vỏ thì nó sẽ báo cái tín hiệu nó chuẩn hơn so với nano hơn chút xíu nha anh em. Đó, nó cái độ nhẹ nó nhiều hơn. Thì ở đây mình sẽ có ba cái mã, đó là 12, 13 và 14. Thì ba cái này nó tải trì nó sẽ ngang ngửa nhau. Đó, 12 thì mình sẽ tải trì từ 0.9 cho tới 1.26 gram. 013 thì nó sẽ tải trì tầm 0.9 tới 1.33 gram. Số 14 thì nó sẽ là từ 1 gram cho tới 1 gram tư. Đó, cái chiều dài cực kỳ khác nhau. Cái này mình sẽ đánh nước cạn nè. Cái này đánh được nước tổng hợp, nước tầm tương đối tầm 1 mét rưỡi nè. Cái này sẽ đánh nước sâu nha anh em. Đó, cây này cực kỳ dài luôn. Đó, thì cái ti của Phi Yến thì anh em ra ngoài trời nhìn nó rất là sáng nha mọi người. Nó cực kỳ sáng luôn. Và Phi Yến thì bên mình đang bán đồng giá tất cả đều là 280.000 nha mọi người. Đó. Anh em thích thì anh em bấm dưới link phần mô tả nha. Cảm ơn mọi người.